ra mắt Open Mainnet vào năm 2024. Mạng Pi dự kiến sẽ ra mắt Open Mainnet vào năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng, hứa hẹn mang lại sự đổi mới và cơ hội đáng kể cho lĩnh vực tài chính phi tập trung, sự tham gia của cộng đồng toàn cầu. Với cơ sở người dùng vượt quá 55 triệu, cộng đồng mạnh mẽ và tích cực của mạng Pi, bao gồm các pionier đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá và củng cố mạng lưới, góp phần vào việc áp dụng và phát triển trên quy mô lớn, cải thiện bảo mật và khả năng mở rộng, việc ra mắt Open Mindset sẽ bao gồm các cải tiến đáng kể về bảo mật với các giao thức mã hóa tiên tiến và cơ chế đồng thuận an toàn hơn, cùng với khả năng mở rộng được nâng cao để xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn một cách hiệu quả. Hệ sinh thái đa dạng các ứng dụng, mạng Pi dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều ứng dụng phi tập trung, từ dịch vụ tài chính đến trò chơi và mạng xã hội, làm phong phú thêm trải nghiệm của người dùng và củng cố hệ sinh thái, tác động kinh tế và xã hội. Mạng Pi đặt mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính giá cả phải chăng trao quyền cho những cá nhân, thiếu quyền truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, tạo ra tác động kinh tế và xã hội đáng kể trên toàn cầu, tăng tốc KYC và di chuyển Mainnet. Cộng đồng P Network đang đẩy nhanh các quy trình KYC và di chuyển Mainnet hướng tới một mạng lưới hoàn toàn mở vào năm 2024. Hơn 11,1 triệu người tiên phong đã hoàn thành KYC và 5,58 triệu người đã di chuyển sang Mainnet, hướng dẫn từng bước cho quá trình di chuyển bản tóm tắt cung cấp các bước chi tiết để di chuyển sang mainnet, bao gồm việc tải xuống Pi Browser, tạo và xác nhận ví Pi, quyết định số lượng Pi sẽ khóa, và nộp đơn KYC, nỗ lực cộng đồng và hỗ trợ, các nỗ lực tập thể được nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu, với lời kêu gọi những thành viên có kinh nghiệm hỗ trợ những người khác hoàn thành các nhiệm vụ di chuyển. Tầm quan trọng của hành động và hỗ trợ từ cộng đồng được đề cao, các cột mốc quan trọng và mục tiêu mục tiêu là đạt 15 triệu người KYC và 10 triệu người di chuyển MyNet vào năm 2024. Tiến trình được ghi nhận là không tuyến tính, với những nâng cấp gần đây và sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc quá trình, bảo mật và tuân thủ, hướng dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo mật mật khẩu ví và hoàn thành các bước cần thiết một cách độc lập để tránh rủi ro bảo mật. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý cũng được đề cao thông qua quá trình xác nhận token trước khi di chuyển sang mainnet.